Chúng bắn đi bắn ông chó đây, chúng bắn ông chó đi cho nó tí lên luôn đấy. Đấy các bạn nhá, đây đang lắp cho bạn cái cơ tròn của Kia K200. Chiếc xe này thì mới đét anh em nhá, vừa từ Áng lăn bánh ra đây luôn các bạn nhá. Vừa từ Áng đúng không? 10 cây số từ Áng ra anh em ạ, từ Trường Hải nhá. Mình lấy ở Giải Phóng đúng không? Giải Phóng đúng rồi, lấy xe Giải Phóng anh em ạ. Đấy hôm nay thì mình có bắn tay gương cầu này và các đổi cho bạn cái gương một mặt. Thì cái gương hai mặt này thì nhiều anh em nhìn quen không sao, nhưng mà nhiều anh em lại không nhìn quen các bạn ạ, vì có thể là nhiều người không quen nhưng nhiều người quen thì lại bỏ sướng. Thì đấy là tùy thuộc vào vào góc nhìn của mỗi anh em nhé. Đấy, bên mình sẽ cắt đổi gương cho anh em. Đấy. Còn đây là bắt gương tròn bằng lý số tán gen, cái này thì mình cũng lắp rất là nhiều cho anh em rồi. Đấy, và anh em cũng theo dõi kênh của mình, chúng ta theo dõi nhà mình là bắn lý số tán gen các bạn nhé, bằng inox. Đấy. Và cái chân này các bạn nhớ bắt là các bạn phải mài đi nha các bạn nhé, mài cho nó gọi là cho nó bằng đi các bạn nhé, thì các bạn bắt vào nó mới ôm nhá. Còn nếu anh em mà không mài đi là nó sẽ bị là nó sẽ bị gì các bạn nhé. Đi các bạn đi. Đấy là nó sẽ bị gọi là lung lay nhá các bạn thấy không? Tua đây đi chú ơi, đây chú cầm ra đây rồi. T8 công đi. Công cho bạn đừng cho nó test mũi cho nó xấu. Đấy các bạn thấy không? Đây khi nắp vào nó sẽ ôm cái kít này các bạn nhá. Là nó sẽ không bị há. Đấy, sau khi lắp xong thì mình sẽ công. Đấy, công lại bằng T cho nó ôm hẳn luôn. Rồi chung ơi, rồi chào rồi. Đấy các bạn thấy không? Đây là vít các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này, khi mình mài chân đi thì cái này nó sẽ ôm khít khít luôn. Không hề hở một tí nào luôn, ôm chặt luôn đấy. Ok luôn. Ôm anh làm đi. Anh sử dụng đấy, ok các bạn nha. Giờ mình sẽ cắt đổi với một mặt sang hai mặt và dán bộ che mưa, một số thứ quan trọng trong xe anh em nhá. Hello anh em nhá, đang tháo cái đây là cái cốp trong cabin các bạn nhá, đựng công nước nhá. Nay mình sẽ chế tác vào chiếc xe K200. À con này thì phải tháo ra. Phải tháo cái này ra chứ đúng không? Tháo cái này ra. Đúng rồi, tháo cái này ra, đặt này vào chung thử cầm cho biết tháo nhá. Chúng bắn vào ra ngay đây. Chia sẻ với anh em cách chỉnh gương nhìn làm sao cho nó dùng cái khe này này thì là nó sẽ ngấn được sâu vào trong này một tí, nó sẽ mở được không ở đây. Anh đang bên đứng nhìn vào này. Ok, là nhìn được hết đây đúng không? Đấy đúng rồi, các bạn nhìn nhá, đây mình quay bạn xem này. Anh em để thẳng cái khe này các bạn này, với cái chân gương này các bạn nhá, thì là cái táo này nó sẽ ngập được vào sâu chỗ này. Đấy. Thì là các bạn đá được góc này. Đá được góc này đúng không? Đúng rồi, nhìn đây luôn. Đấy là cái cách chuẩn chỉnh cái gương cầu của K200 K50 anh em nhá. Nhiều anh em mình thấy anh em xoáy rất nhiều chiều nhưng mà không có cái tiêu chuẩn, thì đây là cái tiêu chuẩn mà bác tài đã chạy và nói chung là khám phá ra nó rất đơn giản thôi. Nhưng mà góc này thì các bạn sẽ thấy được là nhìn hết góc này luôn này. Đấy, anh em thấy không? Nhìn hết góc này luôn này. Đấy, ok. Thế vào không béo à? Đấy, hello anh em nhá. Giờ đang lắp cho anh em nó cái bên cho bạn thì cái bên phụ này các bạn này. Đây anh em lắp vào như này thôi. Tháo con cũ ra lắp vào như zin luôn. Đây, bắn đi cho cô cháu vào. Đấy, các bạn nhá. Đây. Sau khi lắp xong thì ở đây các bạn, nó như này các bạn này. Đấy, một mặt này các bạn này. Con này là xịn 100% chính hãng anh em nhá. Không ố, không lóa, không nghè. Xịn 100% chính hãng luôn. Gương mặt xanh anh em nhá, gương mặt xanh chỉnh bốn góc bình thường luôn. Các bạn ẩn chỉnh góc bình thường và đằng sau đó ký các bạn này. Đây các bạn nhìn này. Đấy, ký hiệu Kia đây các bạn, nó xịn các bạn nha này. Đấy, gương xịn nó sẽ có ký hiệu Kia đây các bạn này. Đấy, còn gương mà không phải xịn nó sẽ không có ký hiệu này. Đấy, ok luôn. Ok, đúng rồi, 1960 bạn ạ. Đấy, xe bạn thì 10 cây số vừa từ hãng ra với ngọt Việt Sơn hãng đánh dấu đây. Xuất số xe là số thứ tự gì đấy thì mình không rõ. Đấy, vẫn còn tem má vạch cử gà tráng luôn các bạn ạ. 10 cây số anh em nhé, vừa từ hãng lăn bánh ra luôn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đây mình quay lại cho các bạn xem cái góc gương nhá. Ờ đúng rồi. Ok đấy nhờ, được đấy. Đấy các bạn thấy không? Cách chỉnh gương tròn rất là ngon luôn. Tại góc kia anh em nhìn thấy góc gương này, các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn thấy góc gương tròn đấy không? Đá hết cả sườn luôn này. Đấy anh em nào mà hỏng gương cao và chỉnh cái gương tròn thì các bạn nhớ chỉnh theo cái view này nhá. Mới đét từ Áng ra mà mùi nhựa mới, mùi da mới. Cảm ghét luôn. Ok chợ đây. Có gì mong hội tiếp. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.
Cảm ơn bạn nhá. Chạy nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Có gì anh em nhớ qua hộ mình nhá. Đấy, gương một mặt thì các bạn cắt nổi à. Đấy, logo đi nhìn cho đẹp luôn. Đó, không ố, không lá, không nghề anh em nhá, căng đét luôn. Đấy, anh em nhớ ủng hộ mình nha các bạn nhá. Đổi xong của bạn thì gương một mặt ngon lành nhá, thì mình lại có đôi gương hai mặt đây. Anh em nào mà có nhu cầu lấy đôi gương hai mặt hàng xịn chính hãng luôn, đét đẹp đẹp luôn, từ hãng ra luôn 10 km. Thì anh em qua ủng hộ mình. Đây các bạn này, đấy, đôi gương 10 km. Đấy, đét căng luôn các bạn ạ. À.